Được tin báo buồn của ông bà viện ngân báo tin, người cha quân hoàng kính yêu đã ra đi an nghỉ trong Chúa. Giờ đây tề tiều chúng tôi ra Thiên Chúa và thế hài ông, đó là đại biểu liên đoàn giáo xứ Phước Nhân về phía ông bà viện ngân để đi vào chương trình trân trọng và kính mời một vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên có lời phân ưu và duy trì chương trình phục nguyện. Chương trình cầu nguyện xin kính mời. Trước khi vào thăm hỏi cũng như cầu nguyện cho cụ Đa Minh, xin kính mời một vị đại diện cho liên đoàn rước lành tin bàn thờ Thiên Chúa. Xin kính mời. Linh hồn ông Phần Đa Minh kính mến. Kính thưa ban tăng lễ, kính thưa gia đình họ Hiếu cùng tang quyến, hiện diện trong phòng tang giờ này chúng tôi gồm có hội đồng mục vụ giáo xứ Hướng Nhân, cộng đoàn giáo giáp trung, hội đồng hương Hướng Nhân miền Nam, hội bảo vệ sự sống Sài Gòn, ban khánh tiết đồng hương Sài Gòn, hội Caritas xứ Hướng Nhân, hội bảo vệ sự sống giáo xứ Hướng Nhân, hội Bác Ái giáo xứ Hướng Nhân, hội đồng thắm, họ tộc nội ngoại liên quan tới với anh chị Việt Ngân, và đồng thời cũng có tổ thờ xây dựng nhà giáo lý giáo xứ Hướng Nhân và khu xóm tình nghĩa gia đình với ông Thông Gia và gia đình ông Thông Gia Duyệt. Giờ này chúng tôi nhận được tin gia đình báo ông Phần Đa Minh Chúa gọi về. Chúng tôi thấy nằm vô cùng thương tiếc. Vậy cho tôi thay lời cho liên đoàn trước hết gửi tới bà cụ, bà cùng con cháu trong gia đình cùng họ tộc lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu Thánh Đa Minh cho ông sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Thank you.
liên đoàn dâng trầm hương trước bàn thờ Thiên Chúa cũng như thi hài của ông, xin kính mời. Đoàn dâng nắm hoa trước đi bàn thờ Thiên Chúa cũng như thi hài của ông, xin kính mời. Danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Biết bao ân hệ Chúa ban con hội thánh,
Xin Chúa ban ơn linh hồn đa minh là một phần tư trong nhiệm thể của Chúa, được sung vầy muôn kiếp bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho chúng con bến đỗ trong đức tin. Xin Chúa đón nhận mọi kẻ trung thành sống theo tin mừng cứu rỗi và gắn bó với hội thánh, được hưởng nước trời vinh phúc mà Chúa đã thiết lập vì chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Cha, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà nhìn đến những hoa trái tốt lành mà ơn Cha đã giúp trổ sinh trong đời sống người thân chúng con đây. Xin Cha tha thứ những thiếu sót của linh hồn đa minh và đón nhận linh hồn đa minh vào cõi sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhân đời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chẳng tội nào ai lỗi được, lời hứa ấy khi đã trong cây Chúa, nhưng thế làm dân đưa Chúa trời đêm ngày hãy trong cây người cho đi ân thì với thân nhân thành hay thương vô cùng sẽ thay mọi đổi đổi kẻ làm dân người thay thay. Này Chúa xin ban cho linh hồn đa minh được nghỉ ngơi đời đời mà chắc chắn
vợ con và thánh thần. Amen. Xin mọi người trong biên đoàn cũng phải thi hài được chào được cụ được cố phút chào được bắt đầu. Nắp thông gia và phần tăng hầu mẫu về phía anh chị quán tiếp do phần hưởng làm trưởng đoàn. Chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ và nhân dân xóm Xuân Minh về trước đinh sản ông chiều hôm nay, đoàn đại biểu do Phan Văn Hoạt, thường vụ đảng ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã làm trưởng đoàn.
Kính thưa Hương Linh, ông Nguyễn Văn Tử kính mến. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa họ Hiếu và gia đình Tam Quyến cùng toàn thể nhân dân. Ông Nguyễn Văn Tử sinh năm 1953 tại xóm Xuân Minh, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông sinh trưởng trong một gia đình nông dân theo đạo Công giáo, có truyền thống cần cù lao động và giàu lòng kính Chúa, yêu quê hương đất nước nồng nàn. Cố tại mảnh đất mòn mỏi tình nghĩa của chúng ta nơi đây, ông được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, sự đùm bọc của anh chị em dòng họ, cùng với tình cảm của bà con biết sống tình làng, công đoàn giáo sư Phú Ninh, vừa được học tập dưới các mái trường của quê hương Giao Xuân chúng ta. Độ tuổi trưởng thành, ông xây dựng mái ấm gia đình. Trong cuộc sống gia đình, ông luôn tích cực cùng người bạn đời tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, gây dựng cuộc sống, tham gia các phong trào tại khu dân cư và chăm lo nuôi dạy, vun đắp cho tương lai các con. Kính thưa quý vị đại biểu, ông Nguyễn Văn Tử có 7 người con, 2 trai, 7 gái, 2 trai, 5 gái. Các con của ông hiện nay đều đã khôn lớn trưởng thành, đi yên bề gia thất, cơ bản chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, đang tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống, góp phần vào sự phát triển của quê hương ở mỗi địa phương nơi cư trú. Các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, ông đã may mắn vĩnh biệt người bạn đời gắn bó keo sơn. Từ biệt con cháu, từ biệt gia đình, anh chị em dòng họ, từ biệt làng xóm quê hương và cộng đoàn giáo sư Phú Ninh, hồi 1 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2020, tức ngày 9 tháng 10 năm Canh Tý, ông Hường 68 tuổi, quý vị hiện diện tại phòng thang, hướng về nơi thi hài ông dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện Ban chấp hành Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã cùng toàn thể cán bộ và nhân dân xóm Xuân Minh. Vậy là anh chúng tôi vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại nỗi đau thương mất mát cho bà quả phụ, con cháu, anh em họ hàng, phu xóm láng giềng. Thay mặt cho gia đình Tăng Quyến, xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, toàn thể cán bộ và nhân dân xóm Xuân Minh đã đến viếng thăm, hỏi chia buồn, tổ chức cúng viếng và làm lễ tiễn biệt cho người thân của gia đình Tăng Quyến chúng tôi theo nghi thức địa phương, lúng lịch và trang trọng. Trong lúc tang ra ra bối rối, không tránh khỏi khiếm khuyết, xin được lượng thứ. Cuối cùng, xin mời các quý vị sang phòng bên để gia tang được đón tiếp. Xin chân thành cảm ơn. Trước nơi thi hài ông là đoàn đại biểu Ban chấp hành Hội Nông dân xã Giao Xuân do Nguyễn Văn Tới, Chủ tịch hội làm trưởng đoàn.
do trùng lễ làm trưởng đoàn để đi vào chương trình trân trọng và kính mời một vị đại diện cho nắp họ cả lên có lời phân ưu và duy trì giờ cầu nguyện. Xin kính mời. Ban linh hồn có phần ra minh kính mến. Thưa ban lễ tang, thưa bà quả phụ, thưa gia đình tăng quyến, thưa các ngành các nóc, giữa lúc toàn thể giáo hội bước vào thám cầu cho các linh tín hữu đã qua đời, thì nhận được tin báo buồn ông Phần Đa Minh, Chúa đã gọi về chúng tôi là những đại biểu thuộc nóc họ cả giáo xứ Phú Ninh, gồm ban hành giáo giáo xứ, ban hành giáo các giáo khu, các ban ngành toàn thể quanh giáo xứ, cùng bùi ngùi xúc động về đây đứng trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài ông. Trước hết tôi thay mặt cho đoàn xin gửi tới tang gia, tới bà quả phụ lời thăm hỏi ân cần, lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Chúa ở với loài người và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô một giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ, bởi vì các việc cũ đã qua đi và đấng ngự trên ngai vàng đã phán: này đây ta đổi mới mọi sự. Ta là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là tận cùng. Ta sẽ cho kẻ khao khát được uống khỏi trả tiền từ mạch nước sự sống. Kẻ chiến thắng sẽ hưởng những sự ấy làm gia nghiệp. Ta sẽ là Thiên Chúa của kẻ ấy, và kẻ ấy sẽ là con ta. Đó là lời Chúa. Ban hành giáo giáo khu
cùng cộng đoàn giáo xứ. Linh hồn Đa Minh là người thân của gia đình tăng quyến chúng tôi, nay đã nghe tiếng Chúa gọi về nhà cha, không còn cùng cộng đoàn giáo xứ hàng ngày cầu nguyện thờ phượng Chúa, một sự mất mát to lớn không gì bù đắp được. Thay mặt cho gia đình tăng quyến, chân thành cảm ơn lóc họ cả, ban hành giáo giáo xứ, ban hành giáo giáo khu cùng cộng đoàn giáo xứ đã đến tăng gia thăm hỏi chia buồn, tổ chức phúng viếng và cầu nguyện thật long trọng cho linh hồn Đa Minh người thân của chúng tôi. Qua sự chia buồn và cầu nguyện của quý vị, linh hồn Đa Minh sớm được hưởng nhan Chúa và Chúa thương nâng đỡ người còn sống đang đau buồn vì mất mát người thân. Trong lúc tăng gia bối rối, không tránh khỏi sự khiếm khuyết, mong được lượng thứ. Giáo họ Hoành Đông, Chi hội phụ nữ xóm Xuân Hoành do chủ chuột làm trưởng đoàn. Lần đầu tiên đoàn xin gửi tới họ Hiếu, gia đình tăng quyến lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Đồng thời đoàn tổ chức chương trình phúng viếng và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Thank you.
đời tôi xót xa. Thưa quý vị đại biểu, nhận được tin báo buồn của anh chị Việt Ngân báo tin người cha thân yêu đã ra đi yên nghỉ ăn giấc ngàn thu. Giờ đây về trước thi hài ông là đoàn đại biểu hội bạn thân do Đỗ Văn Hữu làm trưởng đoàn. Tiếp theo chương trình, xin trọng và kính mời hai vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên dâng hoa trước thi hài của ông, xin kính mời. Trước giờ phút chia ly vĩnh biệt ông, để sớm mai tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi đề nghị các vị trong đoàn hướng về thế hài ông dành những phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Truyền lời với gia đình tăng quyến, anh chị Việt Ngân xin cảm các vị trong đoàn, mời đoàn và rộng mọi nước tiếp tục tham dự chương trình phúng viếng. Sau đây, ban là chức trọng và kính mời đoàn đại biểu giáo phu Kitô Vua sẽ trở công tác để tổ chức chương trình phúng viếng và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Sau đoàn đại biểu giáo phu Kitô Vua, bản chức trọng và kính mời đoàn đại biểu giáo phu Mẹ Hồn Xác lên trời chuẩn bị. Chúa tôi đang Thiên Chúa và thế hài ông là đoàn đại biểu giáo phu Kitô Vua hội bà thân về phía ông bà trưởng thắng do ông Phần Hảo làm trưởng đoàn. Lần đầu tiên đoàn xin gửi tới gia đình tăng quyến lời chia buồn sâu sắc nhất, đồng thời đoàn tổ chức chương trình phúng viếng và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Thank you.
trước Tôn Nhân Thiên Chúa và thi hài ông là đoàn đại biểu giáo khu mẹ hồn xác lên trời do ông Phật Tình làm trưởng đoàn. Bởi chiếc phúc âm theo Thánh Matthew, khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Này Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy, mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta. Và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lầm lỗi cho linh hồn đa minh. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn đa minh được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây trang nghiêm trong phòng tang và trước nơi thi hài ông là đoàn đại biểu nhân dân và các ban ngành đoàn thể xóm 3 xã Giao Hải do Nguyễn Xuân Trường làm trưởng đoàn. Thiên Chúa và thi hài ông là đoàn đại biểu giáo khu Chúa lên trời ba ngày giáo liên khóa 2001-2004 do phần đường làm trưởng đoàn. Cha và con và thánh thần.
Hội sùng kính lòng Chúa thương xót, hội Radio do Trường Hào làm trưởng đoàn. Nhân thanh cha và con và thánh thần. Khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót linh hồn đa minh. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót linh hồn đa minh. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót linh hồn đa minh. Trang nghiêm trong phòng ta và trước khi hải âu là đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân các ban ngành đoàn thể xóm Xuân Minh do đoàn đình thụ xóm trưởng làm trưởng đoàn. Thank you.
Trước giờ phút chia ly vĩnh biệt ông, để sớm mai tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi đề nghị các vị trong đoàn hướng về thi hài ông dành cho phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Truyền lời của đoàn, ban tổ chức xin gửi tới bà Bảo Phù, gia đình Tăng Quyến lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Đồng thời đoàn tổ chức chương trình lễ viếng. Nghỉ trong Chúa, giờ đây tề tiểu chúng tôi đang Thiên Chúa và thi hài ông là đoàn đại biểu hội gia trưởng, hội bà mẹ nhà xứ do trưởng sĩ làm trưởng đoàn. Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi. Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thương người rằng, lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu. Làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúa, Chúa đã phán phúc cho kẻ được chi xong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn Đa Minh nay đã về với Chúa. Xin cho linh hồn Đa Minh được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Dòng Tuyến làm trưởng đoàn. Lần đầu tiên đoàn xin gửi tới gia đình Tăng Quyến, chị Loan, chị Ngọc, chị Ngoãn lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Đồng thời đoàn tổ chức chương trình phung viếng. Hội Kiều Giáo khu Thánh Giuse Chi hội Đo Sa ông bà Phần Hà. Chúa,
Việt Nam. Xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh gia, xin Chúa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các quý vị đại biểu, nhận được tin báo buồn, ông Phần Đa Minh ra đi theo tiếng Chúa gọi, giờ đây về trước tôi đang Thiên Chúa và thi hài ông. Đoàn đại biểu Hội Kèn Đồng Nhà Sứ do trưởng lượng làm trưởng đoàn, lần đầu tiên đoàn xin gửi tới gia đình Tam Quyến lời chia buồn sâu sắc nhất, đồng thời đoàn tổ chức chương trình vung viếng và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Để đi vào chương trình, xin kính mời vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên dâng hương Chúa Tôi Đang Thiên Chúa và thi hài ông, xin kính mời. Thưa các quý vị đại biểu, khi còn sinh thời, ông đã giúp trong giáo khu một khóa phần khu, cũng như cộng đoàn, cùng với cộng đoàn giáo khu, ông xây dựng những tinh thần vật chất để ngày giáo khu thăng tiến hơn. Nay ông đã ra đi an nghỉ trong Chúa, giờ đây về trước tôi đang Thiên Chúa và thế hài ông. Là đoàn đại biểu giáo khu nội do phần 6 làm trưởng đoàn, lần đầu tiên Thánh Thần mà người xuống thai sinh.
tội Bà Maria đồng sinh chịu nạn tội quan phong siêu vina tu chịu đóng đánh trên cây thánh gia trên mà tăng xa xuống một tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ trên mà sống là ai nên trời mở bên thiếu nước chúa cha ca ta vô cùng ngày sau bởi trời lại
giữa đàn con bơ vơ khi nóc nhà bị trống bay đi. Gia phong cương thường cùng đã ly, chưa để đàn con tự lo. Vây quanh cha cháu lũ con đàn, dâng câu ca tiếng kinh một lòng, khẩn cầu Thiên Chúa thứ tha yêu hèn phận người của cha. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh được thiên đàng dù phận hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng móng tay mòn, nhưng con tin với lương hai hà, Chúa tự nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Trời đầy mây đen kêu đến phụ che khuất thái dương, đôi tay cha ngày xưa mạnh mẽ nay cũng đành buông thả xuôi. Con trông theo cánh bướm linh hồn, cha bay qua đơn đau phận người, trở về bên Chúa trải qua chuỗi hành trình cuộc đời cha. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh nước thiên đàng dù phận hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng mong tay mòn, nhưng con tin với lương hai hà, Chúa từ